rồi, sao có một cục trái vậy? Hai cục này là cục trái. Dạ alo, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty VinEasy nghe ạ. Cái máy của chị tự nhiên sao giờ nó không có trái nữa rồi, nó có một cục sáng à, ba cục nó không sáng. Vậy bây giờ để em xin lại thông tin của mình, rồi sau đó em sẽ báo với bộ phận kỹ sư xuống để kiểm tra máy liền cho mình được không ạ? Rồi, ok. Chào em. Chào anh. Anh có nghe bên bộ phận chăm sóc khách hàng á, là báo bên mình đang bị sự cố về chiếc máy. Nó đang báo là ba cái app này nó đang có vấn đề. Dạ. Thì để kiểm tra kỹ càng hơn là do lỗi phần mềm hay là lỗi web này, thì anh sẽ đem cái máy này về. Dạ. Và anh sẽ đổi cho em một cái máy y chang như thế này để em sử dụng trong cái thời gian mà anh kiểm tra. Dạ. Chào em. Dạ. Thì như hồi nãy anh trao đổi với em á. Dạ. Thì anh về anh một cái máy khác qua. Dạ. Thay đổi cho mình trong quá trình hoạt động. Cảm ơn anh ạ.